anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Chợ Gỗ Online. Hôm nay chúng tôi đóng gói một sản phẩm tủ thờ bụng phệ mét tư và một trang thờ để chuẩn bị giao cho một vị khách ở miền Tây. Ra tí hơi à? Hơi trôi ra tí thôi. Một hai cái rồi đấy, đưa bỏ xuống đấy đi. Đâu, đưa cái hông nào sang. Cái hông này lên trước. Xin chào anh chị. Thì em được đại diện cho Chợ Gỗ Online để hỗ trợ đi theo xe hàng giao hàng cho một vị khách ở dưới miền Tây. Thì bây giờ đã đến điểm xuống hàng rồi anh chị ạ. Thì cũng muốn quay một chút xíu để cho anh chị xem là cách
của chợ gỗ hôm nay chúng em giao hàng cho khách ở tỉnh xa như thế nào. Đang quay đầu xe để xuống hàng tại chỗ này, xong là có một chiếc trung chuyển nữa chuyển hàng vào bên trong nhà của khách hàng. Chở hàng này họ chỉ đi được tới đây thôi vì xe họ to, không đi vào cái lối nhỏ của nhà khách hàng được anh chị ạ. Cho nên là xuống hàng ở đây xong là phải nhờ khách hàng tìm xe trung chuyển chuyển vào nhà thôi. Thì em cũng ráng đi theo để quay tới nhà của khách hàng. Gần 3 giờ rồi, giờ là bắt đầu đang xuống đây. Anh nhớ dục xuống giùm em mấy cái mút nha, để cho ông trung chuyển ông chở một chiếc tủ thờ với một chiếc trang thờ mà đầu video hai anh em nhà em quấn quýt bọc khách VIP đấy. Bây giờ để tạm ở đằng trước cửa trường học này, xong là chờ xe trung chuyển họ đến chắc là cũng phải 5 hoặc 6 giờ hay là 7 giờ gì đó. Cái tủ đó hơi nặng anh, hai người được không? May là hàng bọc kín hết anh chị ơi, nên là có mưa thì cũng đỡ. Cái này mưa cũng không sao nó. Ông này khỏe dữ ta. Để tạm trong trường học anh chị ơi. Dạ, cái này để tí nữa chằng thôi. Đó. Sao? Rồi, em cảm ơn hai anh nha. Tiện tay phủ xuống đây luôn đó. Dạ rồi vô. Đó, vậy thôi, ngon lành. Nhưng mà xuống kìa, xuống nặng lắm á. À, một người ở trên, hai người ở dưới. Ở trên thì nhẹ, ở dưới nặng nè, ở dưới này nặng nè, ở trên nhẹ được. Người nào cũng bà, phụ nữ bà, một người đi, tiếp. Được chưa? Ở đây nè. Rồi, vậy. Làm chi rất lâu rồi. Đưa vô sát tường đi hắn chỉnh. Nó bỏ anh chút không?
sát chủ tiến quá. Vừa chí mí đó đi anh, vừa chí mí. Rồi anh mất cái chủ tiến khó tầm khó coi. Xích lên vừa chí mí bên đây nè. Ừ. Nè, con gửi cô chìa khóa. Ừ, có chìa khóa luôn. Chìa khóa của hai cánh tủ hai bên. Bên đây với bên đó hả? Dạ. Chỉ có để như vậy thôi, chứ giữa không có để gì được hết trơn phải không? Dạ không. Nè. Đó mình bằng á. Dạ, kêu cái tách là được. À, ở thông bên đó. Dạ.